Người biểu tình, phần đông ngồi xe lăn tụ tập tại Warsaw hôm 23 tháng 5, đòi tăng phúc lợi và cải thiện hệ thống phúc lợi. Họ mang theo khẩu hiệu và biểu ngữ, đi khắp trung tâm thủ đô Ba Lan, yêu cầu chính phủ thực thi một chính sách nhất quán hỗ trợ người tàn tật. Hôm 19 tháng 5, Thủ tướng Ba Lan loan báo những người trên 18 tuổi, không thể tự lập, sẽ được trợ cấp 129 đô la một tháng. Người biểu tình nói, số này không đủ trang trải chi phí chăm sóc y tế, và rằng chương trình phúc lợi xã hội chưa mở rộng để hỗ trợ người tàn tật và những ai chăm sóc người tàn tật. Năm ngoái, phụ huynh có con em tàn tật đã tổ chức biểu tình tọa kháng tại Quốc hội Ba Lan, kêu gọi tăng viện trợ. Dù chính phủ đồng ý tăng chu cấp, nhưng các gia đình này cho biết vẫn còn quá thấp dưới mức họ kỳ vọng.